Xin chào, xin chào. Mình là Phương Thảo. Và nhân dịp bộ trang phục mới siêu ngầu, siêu đẹp trai của Murat ra mắt thì mình đã mời đến đây 4 người chơi với 4 phong cách và 4 trải nghiệm khác nhau để cùng phỏng vấn các bạn ấy về bộ trang phục này. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi gặp các bạn ấy nhá. Let's go. Xin chào các bạn, mình là Như và mọi người hay gọi mình là Như Lê. Mình là Nguyễn Quang, thì tất cả mọi người chỉ gọi mình là Quang thôi. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Anh Tùng, mọi người hay gọi là Tùng Anh. Em chào chị ạ, em tên là Việt Anh ạ, năm nay em 21 tuổi. Như đã chơi Liên Quân lâu chưa? Thật ra thì mình chơi Liên Quân cũng được 2 năm rồi. Mình là người chơi kỳ cựu từ những ngày đầu tiên game lên sàn. Em chơi Liên Quân từ rất lâu rồi chị ạ, tận 3 tuần đấy. Dạ em chơi thì cũng khoảng hơn 2 năm gì đấy. Hơn 2 năm rồi, dạ vâng. Cao thủ nhá. Thực ra là em mới tiếng Anh thôi. Mới danh kim cương thôi. Đối với những người chơi lâu năm như mình ấy, thì rank nó chỉ là một cái khái niệm thôi, bạn hiểu không? Em leo lên danh bạc luôn, chị thấy có siêu không? Việt Anh chơi lâu thế thì đã có một vị tướng nào mà mình đặc biệt yêu thích không? Có chứ chị, em đặc biệt yêu thích tướng Murat luôn đấy. Tướng nào em cũng chơi được hết đấy chị ạ, nhưng mà còn phải tùy vào tâm trạng của mình xem thế nào nữa. Trước thì mình có chơi Yena, nhưng mà sau một khoảng thời gian thì mình lại nhận ra là Điêu Thuyền là tướng phù hợp với mình hơn. Mình chơi tất cả các loại tướng. Có hết chân Murat rồi. Mình xin nhắc lại là tướng nào mình cũng chơi hết. Murat á, bình thường em hay chơi Van Heng cơ. Murat có phải là con đấu sĩ không chị? Thì mình cũng chơi thử một số tướng khác, như kiểu là Murat. Tức là mình cũng có kinh nghiệm chơi Murat rồi. Thì cảm nhận về vị tướng Murat như thế nào nào? Để mà nói thì Murat là tướng khá là khó chơi, tại vì nó cần sử dụng rất nhiều kỹ năng mà không thể ngày 1, ngày 2 mình chơi điêu luyện được. Về cái đặc tính của tướng này thì em nghĩ là nó phù hợp để đi rừng. Em thấy nó rất là ngầu ấy, với lại nó vừa hút máu này, vừa có sát thương, với lại kiểu là nó còn miễn sát thương nữa, nói chung có đủ cả. Thì hôm nay chúng ta sẽ reaction về một skin mới của Murat tên là Chí Tôn Thần Kiếm. Ngắm đi, ôi bà ngắm đi, trông đẹp trai thế này cơ. Cũng đẹp đấy nhở, cũng phong trần phết đấy, nhưng mà tiếc là không bằng mình. Đẹp thế hả chị? Em chơi game từ rất lâu rồi, phải 3 tuần rồi đấy. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy trang phục cổ trang này đấy. Ui đẹp trai thế nhở, mà lại còn biết thổi sáo nữa. Bây giờ thì mình sẽ vào game để xem là với một người chơi Liên Quân 3 tuần sẽ test Murat như thế nào, xin mời. Okay. Chị ơi, nhưng mà con này đi đường nào hả chị? Mà công nhận là màu sắc này cũng kiểu tiên hiệp phết nhở. Skill cũng lướt phết đấy. Ngầu mà. Nhưng mà tại sao cái khăn trên cổ dính vào vai này? Skin này đẹp chị nhở, trông xịn dã man này. Tôi pham. Tami, sao tôi cứ thấy đánh thưởng với cả skill 1 có cái bụi gì ấy? Người ta gọi là bụi thần tiên. Bụi thần tiên. Hiệu ứng ngầu nhờ chị nhờ. Ui lại lướt lên cả kiếm này. Lướt như tiên luôn. Ui trời ơi. Tiên mà. Kìa, cẩn thận kìa. Cái nó kìa. Bạn để tôi lo được mà. Hình như tôi chiều các em quá, các em được đà đúng không? Con này còn làm choáng được cả này. Chị nhìn này, làm choáng này. Không phải là choáng, chiêu của Murat là làm chậm. Nhưng mà chậm với cả choáng thì khác gì nhau hả chị? Con này chị cũng cần phải lo đâu. Em được miễn sát thương 5 giây mà, 5 giây này em cân hết, chiều không? Này, biến về trông cũng ảo diệu hết nhá. Trông như kiểu trong phim kiểu thần tiên ý, đấy. Hay. Sau khi mà test thử Murat thì Tùng Anh có tip gì khi chơi Murat muốn gửi tới các bạn khán giả không? Em mình vừa ấy mà chị ạ. Đầu tiên thì con này khá là yếu, máu nó giấy cho nên là không nên giao tranh trước khi lên cấp 4. Đối với một con tướng như Murat ấy, là chất tướng sát thủ nên chắc chắn máu sẽ giấy. Thế cho nên là phải đi farm liên tục thì mới có thể gank được. Lên đồ thì em nghĩ là nên lên dâm truy hồn trước, sau đó là vì cái combo bất hủ của cái con này mà thì là nên đánh thường, sau đấy là lướt hai lần chiêu 1 này, rồi dùng chiêu 2 và ulti. Riêng với Murat ấy thì các bạn bắt buộc là phải dùng bùa xanh. Bởi vì là bùa xanh sẽ khiến cho Murat kiểu trở nên mạnh hơn. Nên nhớ là phải đánh 4 lần vào kẻ địch sau đó mới dùng được ulti đấy, nhưng không là toàn đấy chị. Nếu skin này của Murat ra mắt thì Quang có mua không? Như lúc nãy mình cũng chia sẻ với bạn là mình không có gì ngoài điều kiện cả. Thế cho nên là chắc chắn mình sẽ mua. Ok, chốt deal. Bây giờ đính chính nhá, tôi là fan của Murat. Đã bảo bởi vì bảo là skin quá đỉnh, xong rồi lại còn các kỹ năng các thứ, nói chung là một từ thôi, đỉnh. Không có gì để nói. Đỉnh. Bao nhiêu tiền tôi cũng phải mua bằng được, bởi vì nó đáng đồng tiền bát gạo. Mà sau cái quả này thì tôi sẽ cho Murat vào danh sách trai đẹp tiềm năng của tôi. Bình thường em chỉ chơi Van Heng cơ chị ạ. Nhưng mà vì skin này đẹp ấy, nên em sẽ cân nhắc. Tất nhiên rồi chị, em là fan cuồng mà. Cho nên là chắc chắn là em phải có được skin này.
cảm ơn Như đã tham gia video ngày hôm nay. Chúc Như sẽ điêu luyện với Murat hơn này, tận hưởng skin mới này. Cảm ơn Tùng Anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúc bạn sẽ có nhiều skin hơn và chơi điêu luyện hơn nhé. Xin được cảm ơn Việt Anh, fan cứng của Murat đã tham gia video reaction ngày hôm nay, một thành phần không thể thiếu trong video này. Bật thông báo ngay kênh YouTube chính thống duy nhất về tướng, trang phục và các sự kiện cộng đồng.